cái phần màn hình này ấy, để mà làm đẹp hơn nữa nhá, thì cái phần viền màn hình này nên là làm gì nhỏ hơn một chút. À, đối với phần off-road thì chúng ta còn có thể chỉnh được nữa cơ. Hello, xin chào quý các bạn. Đây là chiếc Teramon X. Chiếc Volkswagen Teramon thì đã không còn quá xa lạ tại trường Việt Nam mình nữa rồi. Nhưng trước đây là những cái phiên bản 7 chỗ, còn với chiếc Teramon X này thì sẽ trang bị là 5 chỗ thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xét tới mức giá cũng như là phân khúc của chiếc xe này. Như các bạn đã biết thì tại trường Việt Nam thì Teramon hiện tại được phân phối hai cái biến thể. Đầu tiên là biến thể 7 chỗ và thứ hai là phiên bản Teramon X này thì sẽ là 5 chỗ thôi. Và cái phân khúc thì được xét trong cái phân khúc SUV có sự cạnh tranh với cả những chiếc như là Ford Explorer, Hyundai Palisade. Đấy. Thì với chiếc Teramon X này thì nó sẽ có một cái điểm hơi thiệt thòi đi một chút là nó chỉ còn có 5 chỗ thôi. Nhưng với những người mà thích sử dụng những cái mẫu xe to lớn như thế này mà lại nhu cầu sử dụng chính là chỉ ngồi có 5 thì đây là một chiếc xe mà theo mình đánh giá là rất hợp lý. Cộng với đó là nó có một cái thiết kế bên ngoài ấy, nó trẻ trung hơn so với cả cái phiên bản 7 chỗ. Là xét về mức giá thì chiếc Teramon phiên bản X này ấy, nó sẽ có mức giá là 2 tỷ 168 triệu, tức là sẽ rẻ hơn cái phiên bản 7 chỗ kia một chút. Và có một cái lý do mà để chiếc xe này rẻ hơn nữa, đây là chiếc xe mà được phát triển và sản xuất với một liên doanh của Trung Quốc. Đấy, nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc về Việt Nam. Còn trước đây thì phiên bản Teramon kia thì sẽ là nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Thế cho nên nó cũng sẽ có một cái phần chênh lệch về mức giá bán một chút. Xét về cái thông số kích thước tổng thể ở bên ngoài thì phiên bản Teramon X này sẽ có một cái phần gọi là thiệt thòi hơn một chút so với cả cái phiên bản Teramon kia. Nhưng ở đây chúng ta xét ở trong cái phân khúc này, nó sẽ có chiếc Ford Explorer này hay là chiếc Hyundai Palisade này, thì cái kích thước bên ngoài của chiếc xe này khi mà so với Ford Explorer thì theo mình nhìn ấy, thì nó có cái sự gọi là gì, thể thao, gọn gàng. Nó bớt đi những cái đường nét cứng như là chiếc Ford Explorer. Nếu như bạn nào mà trẻ trung, thanh niên mà thích cái kiểu phong cách thể thao và muốn một chiếc SUV nó có cái thân hình vừa phải để đi đô thị thì Teramon X là một cái lựa chọn mà các bạn có thể tham khảo với những kích thước mà mình đang để phía dưới đây. Ngay kể cả với chiếc Teramon phiên bản 7 chỗ ấy, thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái kích thước đang hiển thị bây giờ thì chúng ta sẽ thấy rằng chiếc Volkswagen Teramon này sẽ nằm ở giữa của Ford Explorer và Hyundai Palisade. Cụ thể thì chiếc Teramon này thì có cái kích thước về cái thông số, về cái chiều dài trục cơ sở đang nhỉnh hơn chiếc Hyundai Palisade nhưng mà lại thấp hơn, ngắn hơn chiếc Ford Explorer một chút. Thật sự nếu mà để xét về cái thiết kế của chiếc Teramon X này thì cá nhân mình là mình thích. Và nếu mà để tìm điểm chê là không có. Đó, cái thiết kế bên ngoài này theo cái hướng thể thao này, nam tính này, trẻ trung này. Và đây là cái phiên bản R-Line. Các bạn có thể thấy logo ở đây. Thì với cái phiên bản này chúng ta sẽ có những cái chi tiết như là mặt lưới tản nhiệt này, được sơn màu đen bóng này, đó, thể thao này. Hai là cái phần ô gió ở trên nắp capo này. Đó, cái thứ ba là cái phần la răng cũng như là cái cùm phanh ở bên trong. La răng màu đen, cùm phanh màu đỏ. Và những cái chi tiết ở trên hông xe, từ cái phần thiết kế ở ngang cửa này xuống đến cái đường viền ở dưới, đường viền chân kính, gương và thanh gá nóc đều được sơn màu đen. Để nói về những cái chi tiết màu đen bóng kết hợp với cái phần sơn thân xe làm ra cả hai cái tông nó nổi bật so với cái phiên bản 7 chỗ của chiếc Teramon này. Và ở phần đầu xe này thì cái cụm đèn pha này chính là cái điểm sáng về mặt công nghệ của chiếc xe này. IQ Line. Xe nếu mà để mình nói cái hệ thống đèn thì mình đếm beam nhé. 1 beam, 2 beam, 3, 4, 5, 6, 7 đấy. Có tao tận 8 beam. Và với cái cụm đèn này thì mình chưa được thử thực tế. Nhưng mình nghĩ là cái hệ thống đèn này nó sẽ đáp ứng được theo cái tiêu chuẩn cũng như theo cái yêu cầu sử dụng của người ở Việt Nam. Bởi vì là nó có rất nhiều beam. Và hệ thống đèn này, hệ thống đèn thông minh, tự động bật tắt. Và ở cái phần cụm lưới tản nhiệt này thì từ phần logo này cho đến cái phần đường line ở đây, nó sẽ có một cái giải đèn LED định vị ban ngày kéo từ đèn, kéo sang vào lưới tản nhiệt và kết nối luôn vào cái phần logo ở đây. Đây là một cái thiết kế mà theo cái hướng hiện đại bây giờ. Bên hông xe này thì cái điểm mà mình cảm thấy khá là hài lòng khi mà quan sát tổng thể của cái phần hông ấy. Đầu tiên là chúng ta có thể thấy là cái chi tiết phần la răng này được trang bị 21 inch. Đây là một cái la răng khá là lớn so với cả một chiếc SUV. Và được sơn đen, cùng với đó là phần cùm phanh
trước sau đều được sơn màu đỏ, tăng cái tính thể thao hơn cho xe. Và nếu như để cho mình có một cái lăn tăn nhất ở phần ngoại thất này, đó chính là cái phần đĩa phanh này. Mặc dù đĩa phanh đã được là trang bị là phía tản nhiệt rồi nhá. Đấy, nhưng cái đĩa phanh này, cái đường kính của nó hơi nhỏ một chút khi mà so với cả một cái phần mâm khá là lớn như 21 inch như thế này. Kể ra mà cái đĩa phanh được làm lớn hơn chút nữa, cái cùm phanh nó sẽ đẹp hơn và đĩa phanh nhìn nó cũng ấn tượng hơn. Bốn cửa đều được trang bị cảm biến khóa và mở khóa ở đây. Và ở trên cái cánh cửa này thì xe được thiết kế là cái ốp ba bô lê này được vòng sâu xuống phía dưới này. Đấy. Khi chúng ta đi vào những cái đường xấu, đường bẩn ấy, thì bước lên xuống xe là sẽ hạn chế được cái việc là bẩn cái khu vực ống quần ở đây. Để xét về cái sự đồng bộ giữa phía trước và phía sau thì phần logo rồi những cái phần dải đèn led này được nối liền nha, tạo ra một cái cảm giác nó oai rộng hơn cho cái phần thân xe. Và đặc biệt ấy, là cái cụm đèn như này mình rất là thích nhé. Ngay cả đến những cái mình sẽ bật cái đèn hazard để cho các bạn nhìn cái hệ thống đèn xi nhan. Cái xe này làm hệ thống đèn trước sau đều tương đối là đẹp. Không chỉ có cái dải led xi nhan ở đây được làm đẹp này đâu các bạn ạ, mà khi chúng ta bật xi nhan, đặc biệt là bật cái đèn hazard này, thì đèn nội thất ở trong xe cũng sẽ được chuyển thành màu cam và nháy theo luôn. Chiếc xe này thì cốp rộng bởi vì là thân hình lớn như này mà ngồi có 5 chỗ thôi mà. Nếu như mình nhớ không nhầm thì thông số về chiếc xe này dung tích cốp khi mà chưa gập hàng ghế là hơn 500 lít. Còn khi mà gập hàng ghế xuống thì đâu đó phải lên tầm khoảng 1.500-1.700. Rất rộng. Xe được trang bị cái hệ dẫn động 4Motion, 4 bánh toàn thời gian, rất là nổi tiếng của Volkswagen. Mặc dù là trang bị cái hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian thôi, nhưng mà đa phần là sẽ chạy bởi cầu trước. Ở tại thị trường Việt Nam thì chiếc Teramon X này được phân phối sử dụng chung cái động cơ với cả chiếc phiên bản Teramon bản 7 chỗ. Khối động cơ 2.0 lít tăng áp cho đầu ra là khoảng 220 mã lực và mô men xoắn cực đại là 350 Nm. Nhưng mà cái giá trị ở đây ấy, là cái mô men xoắn cực đại nó đạt được từ vòng tua 1.600. Thế cho nên là khi mà chúng ta vận hành ấy, thì chúng ta chạy, chúng ta đạp ga nó khá là tốc. Và cái giải đấy nó duy trì rộng. Quay sang với những chiếc như là Ford Explorer thì sẽ có động cơ 2.3 EcoBoost. Thì cái mã lực, thông số về mã lực và mô men xoắn thì khá là cao, nhưng mà cái mô men xoắn của chiếc Ford Explorer đấy thì lại đạt ở đâu đó khoảng từ 3.000 trở lên. Đấy. Còn chiếc Hyundai Palisade thì sử dụng cái động cơ 2.2 trước đây của Santa Fe thì mình thấy là nó cũng chỉ gọi là đủ dùng ở điều kiện đô thị ở Việt Nam thôi. Chứ còn để nói mà chạy sướng và thoáng ấy, thì mình nghĩ là những chiếc như là Teramon hay là những chiếc như là Ford Explorer thì chạy nó sẽ có cảm giác bốc và thoáng máy hơn. Phiên bản này thì dùng cơ hộp số 7 cấp ly hợp kép. Nội thất của Volkswagen mà có cái sự kết hợp thị trường Trung Quốc chẳng hạn, có nghiên cứu phát triển dành riêng cho những cái khu vực người châu Á này, thì hiện tại bây giờ nhá, là cái thiết kế này rồi những cái trang bị này ở bên trong xe nó đã bớt nhàm chán đi rất là nhiều rồi. Và ngồi vào đây là mình thấy cảm xúc hơn, nhờ vào cái gì, những cái sự tối giản, giản lược bớt nút bấm đi, mà thay vào đó là trang bị hết vào cái màn hình cảm ứng cỡ lớn này. Các bạn có thể nhìn vào đây này, mình sẽ bật khởi động lên đó, bên trong xe đèn viền viết các thứ nhá, rồi những cái mảng ví dụ như là trang trí ở phần Teramon X ở ngay cái táp lô phía trước ở bên người ghế phụ này, đẹp không? Rồi phần nút bấm được giản lược hết, tất cả những cái vị trí chỉnh điều hòa này và chỉnh âm lượng các thứ ở đây này đều được chuyển thành dạng cảm ứng hết rồi. Đây, các bạn có thể nhìn này. Đấy, mình di ở đây là cảm ứng hết. Nói chung là nó đã có một cái sự chuyển dịch rất là lớn trong cái quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm đến từ những cái thương hiệu từ châu Âu. Khi mà đã tiếp cận thị trường châu Á này, tiếp cận cái thị trường mà mọi người có cái nhu cầu cao hơn, ngoài cái việc là xe là một cái tài sản để sử dụng, phương tiện đi chăng nữa thì nó cũng là những cái gì nó phải chiều chuộng con người hơn một chút, từ thiết kế, từ trang bị nó phải nhiều lên này, option nó phải đầy đủ hơn. Và ngồi ở trong xe chúng ta phải có cảm xúc hơn. Ngày xưa ở đây những cái màn hình ở trên những cái mẫu xe, đặc biệt là những cái thương hiệu, ví dụ như kiểu là Volkswagen này chẳng hạn, thì nó là cái thương hiệu gọi là tầm trung ở bên châu. Thế cho nên là họ chỉ quan tâm đến gì? Bền bỉ này, chạy sướng này, lái này, an toàn này. Đấy, họ không, đôi khi là chưa chăm chút đến những cái thiết kế các thứ rồi những cái trang bị ở trên xe. Màn hình này là màn hình 12 inch. Màn hình này thì có cái trang bị là khá là nét. Và khi mà chúng ta ngồi vào trên xe ấy, thì các bạn có thể thấy này,
Đấy. Tất cả những cái phần ví dụ như là chúng ta kiểm tra. Đây, các bạn thì nhìn này, hệ thống camera này. Có cả hỗ trợ đỗ xe này, parking này. Đó. Giờ những cái mẫu xe đến từ những cái thương hiệu châu Âu đã nhiều trang bị hơn nhiều. Thậm chí nhá, theo như mình đánh giá thì trong cái phân khúc này ấy, chiếc Teramon này phải nói là được trang bị nhiều option nhất khi mà so với những đối thủ hiện tại ở tại trường Việt Nam. Tất nhiên là những cái mẫu xe kia thì đã chưa có cái bản nâng cấp nên chúng ta cũng chưa có thể là nói được hết toàn bộ về so sánh được. Nhưng hiện tại thời điểm này thì Teramon X đang là mẫu xe mà sở hữu nhiều những cái trang bị và mặt option nhất. Đấy, nó chiều chuộng người sử dụng hơn. Và theo như mình đánh giá thì ví dụ như là cái phần màn hình này ấy, để mà làm đẹp hơn nữa nhá, thì cái phần viền màn hình này nên là làm gì nhỏ hơn một chút để cảm giác nó thanh thoát hơn. Cái thứ hai nữa là các cái phần giao diện ở trong xe này cũng nên được chăm chút và điều chỉnh làm sao mà nhìn nó đẹp hơn một tí nữa. Cái này thì nhìn thì nó to rõ ràng dễ sử dụng, nhưng mà về cái độ thẩm mỹ thì mình vẫn muốn là nó phải đẹp hơn. Đấy. Và những cái chi tiết ở bên trên bảng táp lô này, ví dụ những cái phần nhựa đen các thứ này, thì có thể là sử dụng thêm những cái mảng phối nó đẹp hơn, nhìn nó cao cấp hơn một chút nữa. Đấy. Vô lăng thì được thiết kế ba chấu mà dạng đáy vát như thế này. Màn hình sau vô lăng thì chỉ màn hình đâu đó khoảng trên 10 inch một chút thôi. Nhưng mà mình muốn là với cái phần màn hình này thì sẽ phải thay đổi được nhiều giao diện đẹp hơn. Bây giờ những cái giao diện này thì theo như mình đánh giá thì nó vẫn ở mức gọi là đủ dùng thôi, chứ nó chưa được quá là đẹp xuất sắc về mặt thẩm mỹ. Thì tới đây thì sẽ có những cái phần nâng cấp để có được những cái phần giao diện ở đằng sau màn hình này đẹp hơn. Ở trên chiếc xe này thì khi mà mình lên xe, mình thấy những cái điểm mà nó có những cái phần cải tiến khá là mạnh mẽ. Ví dụ đặc biệt là cái phần bệ trung tâm ở đây nhá. Các bạn nhìn này, cần số bây giờ cũng là theo những cái mẫu xe hiện đại bây giờ. Ví dụ như kiểu dạng Porsche Cayenne các thứ thì cũng toàn chuyển những cần số nút gạt này ở ngay cái vị trí này này. Thì bây giờ cái phần nút gạt này thì ở đây. Và những cái chi tiết như thế này, nó rõ ràng nó làm giản lược đi và nó gọn gàng hơn. Không còn những cái vị trí núm xoay hay cần số to ở đây nữa. Start stop engine cũng được thiết kế dạng phủ bạc này, khá là đẹp này. Bề đỗ này, phanh tay điện tử này, auto hold này. Và xe có tới 6 chế độ lái. Đấy, thì các bạn có thể tùy chỉnh. Custom này, off-road này. Đấy. À, đối với phần off-road thì chúng ta còn có thể chỉnh được nữa cơ. Đấy, các bạn có thể chỉnh ở đây. Đây, mình sẽ ấn vào đây. Đây là off-road custom. Tức là khi mà chúng ta vào những cái chế độ như thế này thì các bạn có thể tùy chỉnh cài đặt theo ý thích của mình. Đấy, ví dụ custom đây nhá. Các bạn có thể điều chỉnh từ hệ thống treo này. Treo này đang comfort đúng không? Chúng ta có thể chuyển đến sport này. Steering là vô lăng này. Đây cũng có thể chuyển từ comfort sang sport này. Drive chain này. Tất cả mọi cái này chúng ta đều có thể tùy chỉnh được. Ngay đến live seat này cũng được chuyển sang sport hoặc là comfort. Đấy. Rồi là climate, điều hòa cũng vậy. Nói chung là ở trên những cái mẫu xe đến từ châu Âu bây giờ ấy, mà khi mà có được cái sự liên doanh và nghiên cứu thị trường châu Á ấy, thì mình thấy là gì? Những cái chi tiết ở trên xe, những cái trang bị trên xe, nó đã có cái phần nó chiều chuộng người sử dụng hơn. Điện thoại không dây, nhưng mà cái vị trí sạc không dây này thì mình đánh giá là hơi khó sử dụng. Đấy, chúng ta để vào đây thì là gọn đấy, nhưng mà chúng ta lấy ra vào thì chúng ta sẽ hơi khó. Hai khay để cốc, rồi khu vực để đồ phía dưới này khá là rộng. Và xe này thì được trang bị cái hệ thống hỗ trợ lái an toàn. Như các bạn đã biết đấy, có phần camera và có phần radar cảm biến phía trước. Cộng với đó chúng ta có thể set các cái thông số về hệ thống hỗ trợ lái an toàn, bao gồm Adaptive Cruise Control này, hỗ trợ giữ làn đường này, phanh khoảng cách đây, ở trên khu vực vô lăng này hết luôn. Ghế ở trên xe bọc da, và rõ ràng là các bạn có thể thấy nhá, những cái chi tiết mảng phối da ở trên ghế bây giờ cũng được làm đẹp hơn. Đục lỗ này, có làm mát ghế, có sưởi ghế. Và ở trên phần tựa đầu này, đây, chúng ta có cái phần này. Những cái chi tiết như thế này là chi tiết ở trên những cái mẫu máy bay mà hạng thương gia. Wow. Kích thước thì là tương đương với các bạn 7 chỗ, nhưng mà chỉ được trang bị có 5 chỗ không. Thì đấy nó lại là một lợi thế. Chúng ta có một không gian ở bên trong cực kỳ rộng rãi. Độ gả lưng ghế cực kỳ tốt luôn. Mình hơi bị ấn tượng với cái hàng ghế thứ hai ở xe này. Cộng với đó là gì? Cửa sổ trời toàn cảnh rất rộng. Cái diện tích của cửa sổ trời toàn cảnh này được tính đâu đó là hơn 1 mét vuông.
Thế cho nên là chúng ta có một cái không gian ở đây rộng, thoáng. Nhưng mà khi mà cửa sổ trời toàn cảnh quá rộng như thế này thì nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng, rất có thể là khoang xe nó sẽ bị nóng quá. Nhưng không, kính trang bị ở trên xe này thì được phủ một cái lớp để gì? Giảm 99%, cản 99% những cái tia UV gây hại vào trong xe. Và đằng sau này thì chúng ta sẽ có một cái vùng điều hòa riêng biệt ở đây, khu vực này. Và đằng sau thì ghế cũng được trang bị sưởi. Cổng sạc USB và tai xi thì đầy đủ hết. Đầu tiên thì mình có một cái điểm góp ý một chút. Phần phanh đĩa này, đường kính đĩa phanh nên to hơn để nhìn nó phù hợp hơn với cái thân hình to lớn cũng như là cái size vành 21 inch của chiếc xe này. Đĩa phanh to mà cùm phanh to lên tí nữa thì nhìn 10 điểm. Đó. Cái thứ hai là chiếc xe này thì là không được trang bị cái bệ bước ở đây. Chúng ta lên xuống xe chúng ta sẽ phải hơi với một chút, đặc biệt là chị em phụ nữ. Đấy, gắn thêm bệ bước ở đây. Hạn chế đi một chút cái phần góc lượt đỉnh dốc, nhưng mà cái cảm giác lên xuống xe nó sẽ thuận tiện hơn. Và đối với phần nội thất ở bên trong thì mình mong muốn là nó được thêm nhiều những cái khu vực được trang bị da mềm hơn để chúng ta sờ và cảm giác sờ chạm nó sang trọng hơn chút nữa. Nhưng mà chúng ta quay lại với những cái điểm mà mình thấy là rất hài lòng trên chiếc xe này. Là đầu tiên đó là cái thiết kế nam tính khỏe khoắn nhưng mà vẫn trẻ trung. Đó. Cái thứ hai là cái phần đèn ở phía trước này được thiết kế đẹp, giao diện các thứ đẹp. Đấy. Cái điểm thứ ba mình thích nữa đó chính là cái không gian nội thất ở bên trong rất rộng rãi, rất thoáng đãng. Và cái kiểu thiết kế ở bên trong nội thất bây giờ ấy, nhìn nó cũng trẻ trung hơn, cảm giác nó công nghệ và hiện đại hơn nhiều so với cả những cái mẫu xe dụ như là Volkswagen trước đây. Đấy, quý vị các bạn có những cái đánh giá, có những chia sẻ như thế nào về chiếc xe này thì các bạn hãy để lại ngay xuống phía dưới video để chúng ta cùng nhau chia sẻ, trao đổi và thảo luận nhé. Mình xin nhắc lại, chiếc xe này đang có mức giá bán là 2.168.000.000. Đây là một mức giá nằm giữa cái phân khúc giữa chiếc Hyundai Palisade và chiếc Ford Explorer.